Bơm màu hoạt động bằng khí nén hiệu ARO 666250-144 là giải pháp cho việc bơm các loại hóa chất độc hại và dễ cháy nổ với lưu lượng lớn, tối đa lên tới 650 lít trên 1 phút. Vật liệu cấu tạo thân bơm là hợp kim nhôm, màng bơm PTFE, thích hợp để bơm xăng dầu, bơm cồn, bơm Toluen, bơm xô nước. Sản phẩm hiện đang có giá tại thời điểm tháng 4 năm 2024 là 37.900.000, chưa bao gồm thuế VAT, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.